Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn, làm việc với Hiệp Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về xây dựng đề án chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tiếp và làm việc với đoàn. Buổi làm việc còn có đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Tại nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics là một trong năm lĩnh vực mũi nhọn. Theo đó, thành phố đã xây dựng đề án phát triển dịch vụ logistics thành phố kết nối hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể mà đề án đưa ra là từ năm 2023 đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt từ 11 đến 12% và tăng lên 15 đến 15,5% vào năm 2050. Các trung tâm logistics tại thành phố Đà Nẵng đáp ứng khoảng 55% nhu cầu dịch vụ logistics cho hàng hóa qua cảng biển, 20% hàng hóa qua đường sắt và đường hàng không, tăng lên 40% vào năm 2050. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trong quá trình xây dựng đề án, cơ quan chủ trì là Bộ Công Thương quan tâm làm rõ định nghĩa, phạm vi khái niệm logistics, cụ thể hóa bằng những quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn, có những cơ chế thúc đẩy liên kết vùng, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, phát triển dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, tạo độ mở cho hoạt động logistics đưa khái niệm khu thương mại tự do vào đề án. Có những định hướng sâu sắc để Đà Nẵng sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực cả nước và quốc tế. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Đề án chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng dựa trên cơ sở những nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với mục tiêu phát huy được tính đặc thù thế mạnh của từng địa bàn, khu vực gắn với nâng tầm chuỗi dịch vụ logistics quốc gia, xây dựng những mô hình điểm tối ưu hóa hoạt động logistics. Những ý kiến đề xuất tại cuộc họp sẽ được các thành viên đoàn công tác tổng hợp cân nhắc trong quá trình xây dựng đề án.